gớm mình về thì béo trắng lại. Thôi thôi mình ăn đi cho nó nóng. Đây. Hôm nay ra chợ ấy. Dạ. Tôi nhìn con gà nó ngon là tôi biết ngay. Vâng. Ê, thế cho nên là mình cầm lấy. Thôi mình ăn đi. Mình ăn đi. Ăn cái đùi này xem con gà này nó ngon, nó giòn, nó ngọt như thế nào. Em mời mình nhá. Ừ, ăn đi, ăn đi. Ừ. Cha thì nhân bố thế nào mà rước mất con gà của bà nhá. Bao nhiêu công bà nuôi bà đến từng ngày nhá. Mình ăn đi. Mình thì em đã bảo với mình là để cho em ra chợ em mua rồi. Sao mình ôi, thì gà tôi mua mà. Mình ăn đi. Ý con gà của bà chăm, bà đếm hàng ngày. Bây giờ biến mất một con. Kìa mình không tin tôi à? Gà tôi mua mà.